Xin chào anh em, thời gian vừa rồi VF3 cũng giao được khá nhiều xe, đang bùng nổ các gara độ đẽo rất là nhiều thứ trên VF3, từ đèn đóm tới trang trí rất là nhiều thứ của VF3. Như Hải là VF3 hệ nhà nghèo là mình chỉ dùng những cái thứ cơ bản nhất, tiết kiệm nhất có thể, và còn lại những cái thứ về sau thì chúng ta vừa dùng vừa cảm thấy thiếu cái gì thì mình sẽ nâng cấp dần dần. Hôm nay Hải sẽ đưa cho mọi người có những cái gói siêu tiết kiệm cho VF3, dán phim này, camera hành trình này, thảm này. Đó là những ba cái thứ mà cơ bản nhất mà dành cho bất kỳ một cái chiếc xe mới nào cũng nên có. Đấy là gói cơ bản và gói siêu tiết kiệm nhất dành cho anh em. Còn lại những cái mà như độ đèn, độ âm thanh, độ ghế, độ vô lăng thì cái đấy anh em tùy nhu cầu mà mình có thể là nghiên cứu và nâng cấp dần dần. Những cái gói siêu tiết kiệm nhất, cơ bản nhất chỉ với 10 triệu đồng là anh em có thể là sở hữu được full đầy đủ dành cho VF3 rồi nha. Đây, như anh em thấy là gói siêu tiết kiệm với chỉ tầm 10 triệu đồng anh em sẽ có full đầy đủ những cái công năng anh em cơ bản nhất anh em cần, đó là dán phim, thảm sàn, camera và cả ốp mâm. Thì cụ thể là phim Classic Spectra là phim cao cấp nhất, có giá là 5.690.000. Và khi mà dán phim thì chúng ta sẽ được tặng cái thảm sàn Uban Thái kỳ sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh, rất là mịn mượt, xịn như này. Đó, đó là thảm sàn. Và thứ hai nữa là lên xe cam CarPlay thì với giá là 3.790.000. Công năng của lên xe cam thì chúng ta sẽ có CarPlay và Android Auto không dây, tức là chúng ta sẽ có thể cài bất kỳ một cái bản đồ Việt Map Line, Navitel, Google File hay là nhạc nhẽo, MP3 Zing các thứ đầy đủ vào. Đó. Ngoài ra thì sẽ có là 3 camera trước 4K và sau Full HD và cam cặp lề. Đây là một cái hình ảnh mà hiển thị cam cặp lề trên màn 10.26 inch, tức là bật cái phần cam cặp lề sẽ full screen như thế này. Nó rất là rộng to để mà anh em quan sát cực kỳ là dễ dàng. Đó, ngoài ra thì cũng có thể là anh em sẽ để là vừa CarPlay bên này và vừa hiển thị cam bên này. Nó rất là tiện dụng khi mà mình vừa nghe nhạc hay vừa xem bản đồ thì mình vẫn quan sát được cam đằng sau hay phần hông xe. Đó, đây là bản đồ Việt Map này, trên đấy, cài bản đồ Việt Map cài trên lên xe cam này. Và bên này là cam lề là hiển thị này. Đó, đây là cái lợi ích của lên xe cam, là anh em sẽ chơi thêm ốp mâm thể thao với giá chỉ 600k, và chỗ này Hải tặng thêm là hai gối tựa cổ nữa. Gối này cực kỳ là êm ái luôn nha anh em nha. Mâm thể thao thì có rất là nhiều dáng mâm. Đây là mẫu mâm mới về hàng. Thì có logo VinFast đầy đủ nha. Đây là dáng dành cho những cái mâm đen này, mâm trắng này, mâm trắng dành cho từng nhu cầu, từng xe khác nhau có nhu cầu, dáng rất là nhiều. Dáng thể thao đều là những cái mâm nan to phù hợp với VF3 để tạo nên cái dáng thể thao tốt. Đó. Có 6 kiểu dáng như thế này. Khi mà mọi người dùng màn lên xe cam này rồi ý, thì mọi người sẽ không cần phải mua cam của bên VinFast nữa, vì chúng ta sẽ có cam mùi thích hợp sẵn luôn. Gói đầu tiên siêu tiết kiệm với chỉ tầm 10.080.000 như thế này thì chúng ta sẽ có được cái trang bị khá là cơ bản và đầy đủ dành cho anh em. Gói thứ hai là gói hấp dẫn thì cơ bản nó sẽ giống gói thứ nhất, nhưng mà nó có giá cao hơn một chút là 12.290.000, thì nó sẽ gồm có sử dụng phim dán phim 3M Crystal, cũng là phim cao cấp nhất, chống nóng chống lóa rất là tốt. Đó, thì có giá là 7.900.000, tặng thảm sàn Thái Lan, và với bộ lên xe cam CarPlay thì cũng tương đương vậy, là vẫn là 3.790.000. Thì cái giá này á thì là giá gồm lắp ở tại Hà Nội rồi nhá. Còn lại anh em mà mua lên xe cam về dạng ship, về tự lắp hoặc là ra gara gần nhà lắp thì nó sẽ rẻ hơn nhá. Như trên Shopee thì Hải đang để là 3.590.000, tức là mình sẽ giảm trừ cái tiền công lắp đi để anh em có thể mua online và anh em mang về đâu đó lắp gần nhà, nó tiện dụng. Đó. Còn lại cái ở đây cũng vậy, vẫn là mông ốp thể thao tùy theo dáng mà anh em chọn, cũng vẫn là 600.000 và tặng thêm hai gối khi mà anh em sử dụng combo này. Tức là về cơ bản là gói combo siêu tiết kiệm, nó gói siêu tiết kiệm sẽ là 10.080.000
và gói ấy cao hơn một chút, hấp dẫn hơn là 12 triệu 290 nghìn. Thì tùy anh em được là lựa chọn cái việc là yêu thích phim 3M hay yêu thích classic, hay là mình muốn tối đa chi phí mình đầu tư ra thì mình sẽ lựa chọn cái gói nó phù hợp. Có thể anh em sẽ hỏi là thế thì phần mà độ đèn như thế nào? Độ đèn thì quan điểm của Hải thì mặc dù là cái đèn này là đèn halogen, nhưng mà quan điểm của Hải thì sẽ đi phố khoảng 1 đến 2 tuần gì đó để mình quen xem là với môi trường đi buổi tối của đèn gốc nó có đủ sáng hay không. Thì lúc đấy mình sẽ quyết định là lên bóng LED. Lên bóng LED thì nó sẽ rẻ, mỗi anh em mua Shopee khoảng mấy trăm ngàn, hoặc là lúc đấy mình sẽ lên bi LED luôn. Đó, thì hai cái thứ đó thì nó sẽ chênh sáng hơn nhau rất nhiều, vì mình sẽ cần tính toán được cái việc độ hiệu quả chiếu sáng mình cần. Chính vì thế nên là trong gói này Hải không tư vấn mọi người việc là lên đèn, vì quan điểm của Hải là phải đi đã, đi thực tế xem nó thiếu hay không thiếu thì lúc đấy mình sẽ độ sau. Khi Hải đưa ra cái gói này thì nó cũng khá là hấp dẫn, giá rất là hợp lý, và nhưng mà cái độ hiệu quả khi mà dùng rất là cao, độ thực dụng rất là cao. Rồi, anh em ủng hộ nha, Hải sẽ đính kèm link đăng ký chương trình ở bên dưới miêu tả. Anh em là có nhu cầu thì đăng ký. Khi mà anh em là có nhận xe thì cứ việc là gọi điện hotline cho Hải thì sẽ được anh em chăm sóc tận tình chu đáo. Ok, cảm ơn anh em trước. Bye bye mọi người.